Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì mình mang đến một dòng sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc Asus UX425E. Chiếc máy này được định hình ở phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam, có giá bán khoảng hơn 20 triệu tại thời điểm hiện tại, cũng như các hệ thống siêu thị thì họ đang bán dòng sản phẩm nó như này. Con này được phân phối tem đây thì mình thấy là FPT Select. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp và test thử dòng sản phẩm này. Liệu có xứng đáng để cạnh tranh các dòng sản phẩm như HP Envy của HP hay các dòng Dell Inspiron của Dell không nhá? Bởi vì chiếc máy này có giá bán nếu mà tính ở phân khúc như này rẻ hơn khoảng vài triệu so với các cùng đối thủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp test dòng sản phẩm này. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, đây là dòng Asus ZenBook, các bạn đều biết là định hình ở phân khúc cao cấp dành cho doanh nhân của Asus. Đây các bạn thấy à, mã máy này, tem của nhà phân phối. Còn ở bên này chúng ta sẽ có cấu hình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cấu hình của máy này. Nó được trang bị chip ở đây là i5-1135G7. Đây là con chip thế hệ thứ 11 của Intel. Và chúng ta sẽ có ổ cứng 512GB SSD, màn hình 14 inch Full HD IPS. Nó sẽ có Bluetooth, Wi-Fi, mọi thứ đều loại xịn sò và nhanh nhất. Bàn phím US. Các bạn thấy là một màu sắc rất là đẹp, màu kiểu xanh tím than. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của máy này. Asus sẽ tặng kèm chúng ta là một cái cổng chuyển đổi sang cổng LAN này. Con này mỏng quá không có LAN thì cắm cái cổng USB ra LAN này. Đây là cái sạc của nó này. Con này sạc của nó là 3,25A, nó nhỏ lắm. Công suất là 3,25A. Chân sạc Type-C. Vâng, thưa các bạn, thì với thiết kế các bạn thấy là vòng trục đồng tâm. Đặc trưng của Asus, chúng ta sẽ có một logo Asus để chéo như này. Trọng lượng của chiếc máy nó chỉ 1,17kg, mình cầm một tay hoàn toàn thoải mái. Đây có lẽ là chiếc máy có màn hình 14 inch ở phân khúc là nhẹ nhàng nhất của Asus. Các bạn thấy là tản nhiệt được đường sau như này, nhìn cũng rất là thể thao và đẹp. Chụp bà lê đây này. Các bạn thấy là kể mình mở nó cũng không có tiếng cót két gì cả. Khá tốt. Và cái cơ chế của nó là cơ chế lưng các bạn nhé. Khi mở thì các bạn sẽ thấy phần này nó sẽ sát xuống bên dưới, nó sẽ hơi nhấc cái máy lên. Đấy. Màn hình có thể ngửa như này, rất là mỏng, mỏng dính luôn. Mặc dù rất là mỏng nhưng vẫn được trang bị cổng USB. Các bạn thấy USB và đầu thẻ ở bên cạnh tay phải của mình. Đằng trước thì các bạn thấy là cũng không có bố trí bất kỳ cổng gì và mở chiếc máy này cực kỳ đơn giản này. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy được trang bị hai cổng két Thunderbolt 4 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài cực kỳ lớn luôn, 40GB/s. Các bạn có thể kéo qua màn hình độ phân giải lớn 6K qua hai cổng này. Nó truyền tải cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh và thậm chí là chúng ta có thể cắm VGA rời từ bên ngoài qua hai cổng này. Đẳng cấp của nó. Và chiếc máy này vẫn đạt được tiêu chuẩn quân sự, đó là STD80G về độ bền. Theo tiêu chuẩn quân sự thì chúng ta có thể chống va đập, chống rung lắc. Nhưng thưa các bạn, đối với những chiếc máy vỏ nhôm thì mọi người cũng không nên thử. Bởi vì nói thực sự có quảng cáo thế nào đi chăng nữa thì rơi phát móp luôn. Anh cứ nói thẳng với mọi người là như vậy. Mà móp của chiếc máy như này, thứ nhất là nó sẽ mất giá của chúng ta. Mà thứ hai nữa nó sẽ xấu cái máy của chúng ta. Nên dùng tốt nhất cứ lên cẩn thận mọi người ạ. Cái lắp bên dưới cũng bằng hợp kim nhôm mọi người nhá. Nó sẽ hút không khí vào đây. Những cái o nhỏ nó hút không khí vào để khí nóng đằng sau. Đây là hai hút loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong một chiếc máy xem khả năng nâng cấp được những gì nhá. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra thì không quá khó với mình. Mình thấy quả pin nó rất là to với dung lượng lên đến 67W. Có lẽ duy trì chúng ta dùng được khoảng 10 giờ cho chiếc máy này. Chúng ta sẽ có một quạt tản nhiệt. Các bạn thấy nó phả hơi nóng ra đằng sau, thiết kế rất là thông minh. Và đây chúng ta thì thấy là một CPU được bắt 4 chiếc ốc này, gắn chết trên bo mạch chủ. Chiếc máy này nói luôn với các mọi người là không thể nâng cấp RAM. Đó, onboard luôn trên main, không thể nâng cấp VGA rời. Và thậm chí cả cái wifi bên cạnh các bạn thấy cũng dán trực tiếp trên bo main này. Còn cái phần ổ cứng là phần bên cạnh cái tản nhiệt này. Duy nhất chúng ta chỉ nâng cấp được ổ cứng thôi. Hai cái loa bên cạnh.
Chiếc máy sẽ cho phép nâng cấp duy nhất chỉ ổ cứng thôi mọi người nhá. Con này maximum ổ cứng của nó là 2 TB. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào để test chiếc máy xem hiệu năng chạy thực tế của chiếc máy ra sao. Mời quý vị và các bạn đón xem. Các bạn nhìn thấy chất không? Đằng trước này, màn hình mỏng dính. Mà nó đưa màn hình kiểu tụt như này, cái nhìn màn hình nó rất là đẹp luôn. Bên trên vẫn được bố trí camera cho mọi người luôn. Con này thiếu đi tính năng là nhận diện khuôn mặt thôi. Có camera như này thì rất phù hợp cho các bạn học tập và làm việc trực tuyến, làm việc online tại nhà. Giờ rất như này nó rất ok. Các bạn ơi, cái này muốn nó hiện cái này thì các bạn ở đây này. Đó. Thì các bạn sẽ xê được. Còn nếu mà các bạn bật lên thì nó sẽ hiện cái bàn phím phụ để chúng ta có thể nhập được bàn phím tốt hơn. Nhưng khi này các bạn đây. Vẫn xê được bình thường. Mà nhìn này nó rất là đẹp. Đó. Mình sẽ thử nhá. 9. Đấy các bạn thấy này, 8. 3. Vẫn bấm được bình thường. Cái này rất hay đấy. Mình tắt đi. Để nhìn nó rất là hiện đại. Các bạn thấy là hành trình bàn phím của nó rất là tốt này. Lép phím màu trắng. Này, bấm rất sướng luôn. Ở đây các bạn thấy là pin của nó này. 15 tiếng các bạn ạ. Kinh khủng không? Và là rất là nhiều tiêu chuẩn này. Đây là tiêu chuẩn độ bền quân đội này. À, con này mình tớ tưởng không có nhận diện khuôn mặt mà có các bạn ơi. Xịn sò luôn. Đây. Camera IR nhận diện khuôn mặt nhá. Nhìn đây mình tưởng không có. Bởi vì để nhận được diện khuôn mặt thì nó sẽ có mắt hồng ngoại. Đây các bạn thấy này. Mình nhìn hơi nhỏ. Nó có mắt hồng ngoại bên trong, nó sẽ quét khuôn mặt chúng ta. Đây là tính năng cực kỳ bảo mật luôn. Nó sẽ có mic ở bên này. Rất hay. Như này ok. Chính sách bảo hành 25 của Asus này, tổng đài của nó đây này. i5 thế hệ 11 và con này được trang bị cả Intel Iris Xe, mạnh hơn 2,7 lần so với UHD Graphics 620 và nó tương tự như con Vega rời, đó là MX230. Còn đấy, xịn sò đấy. Tí mất nguồn đây nhá. Loa con này cũng cực kỳ xịn luôn, Hanman Karong. Nghe loa sướng lắm. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra phần cứng bên trong. Đẹp thật. Đúng là đẳng cấp. Bluetooth con này còn trang bị loại xịn nhất 5.1 luôn. Đây, tính năng Windows Hero này, nhận diện khuôn mặt này. Đó, camera con này thì độ phân giải của nó chỉ là 720p thôi. Ổ cứng được trang bị cũng rất xịn, LVMe của Intel 512GB, quá ngon. Wi-Fi 6 AX201, Wi-Fi đời mới nhất và nhanh nhất đấy các bạn ạ. Đây con chip thế hệ mới này, i5-1135G7, 2.40. Xịn đấy. Chỉ với hơn 20 triệu đồng mà chúng ta có một cấu hình phần cứng trong mơ của Asus. Đây các bạn thấy tốc độ cứng mình test này. Intel thì thường họ sẽ chạy đua về độ bền chứ không về tốc độ. Độ bền chip của Intel, cái ổ cứng của Intel cực kỳ là tuyệt vời luôn. Còn tốc độ đọc như này thì mình đánh giá mức khá thôi. 1,7 ghi một giây với tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 1 GB. So với ổ cứng của Samsung thì ổ cứng này cũng loại bình thường. Nhưng mà độ bền của ổ cứng Intel số 1 thế giới. Con này xem con chip đề thế hệ 11 chạy có ngon lành hay không nào. Đây các bạn thấy là chip của nó 4 lõi 8 luôn. Và con chip này onboard trực tiếp trên bo mạch chủ và chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Chính vì thế các bạn mua máy thì chọn i5 nó là i5 mà i7 nó là i7 mọi người nhá. Còn này ấn định cả cấu hình RAM luôn, không thể nâng cấp. A few moments later. Vâng thưa các bạn, với MCU thế hệ 11 mặc dù chip U, các bạn thấy nó vẫn có thể khả năng render. Ái chà, điểm số ngon giao phết 755 CB. Mạnh đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm hiệu năng đồ họa của Iris Xe Graphics. Cái này thì mình đã test trên rất là nhiều máy rồi. Thông thường điểm số của nó khoảng trên 70. Trong khi đó nếu mà các bạn sử dụng UHD Graphics 620 thế hệ cũ thì nó chỉ được có 40 thôi. Các bạn chú ý thì đây nó là Vega On, không phải là Vega rời. Nhưng nó khỏe và tương tự như là MX230. Thì về các tác vụ về đồ họa chơi game bình thường thì chơi thoải mái. Và xử lý các thuật toán này, video 4K, 8K kéo trên YouTube thì cái Vega này hỗ trợ ok luôn. Cái này được cái là cái quạt hoạt động không quá ồn. Nói chung Asus bây giờ đỉnh. Nếu tầm tiền này so với phiên bản mình cho là con XPS 9300 đi thì chúng ta phải bỏ ra 26 triệu thì con này rẻ hơn 4 củ. Con này thiết kế thì của nó cũng khá là hay. Cũng được đấy. Thích cái quả touchpad rất là rộng, bấm thoải mái. Quên các bạn ơi, trái phải các bạn bấm nút bình thường nhá. Đây này. Vẫn bấm được. Lát cắt diamond. Đấy, rất là xịn. Đây các bạn nhìn thấy không? 79 luôn.
mạnh hơn 2,7 lần so với UHD Graphics 620. Quả chuột nhìn chất thật, này, cảm ứng đa điểm, rất là sướng. Nó sử dụng y như một chiếc màn hình và những cái chi tiết rất là nhỏ, các bạn thấy nó độ hoàn thiện của chiếc máy rất là cao luôn. Rẻ, phải nói là rẻ. Mình bật loa ra nhé. Chiu, úi chà. Và rất to. Góc nhìn của màn hình đạt 178 độ. Rất sâu. Chất lượng âm thanh quá tốt luôn. Rất mỏng. Nhìn rất là sang. Đây các bạn này, loa này. Chà chà. Đúng đấy. Chất lượng loa trong phòng 20m2 của mình có lẽ không cần phải suy nghĩ, rất ok, rất to. Nói chung hãng Mancarong thì là hãng loa nó danh tiếng rồi. Còn tỷ lệ bao phủ màu chiếc máy này là bao nhiêu thì tớ sẽ xem luôn. Chưa được 100% nhưng thế này cũng là ngon rồi. 94% Adobe RGB. À xin lỗi các bạn, là 94% sRGB và 63% Adobe RGB. Màn hình có độ sáng 400 nit. Ở tớ chẳng hiểu vì sao cái màn hình này được phát triển từ năm 2015 đến giờ. Các bạn nhìn thấy này, ghi rõ luôn. Trong khi đó là máy được sản xuất 2020. Đây, 2015 này. Chứng tỏ cái nhà phát triển màn hình tầm nhìn xa thế nhỉ. 2015 mà đã làm được một cái màn hình viền mỏng như này, kinh khủng đấy. Độ sáng 400 nit, ngon. Với tỷ lệ bao phủ màu cao như này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng để design trực tiếp lên chiếc máy này. Tỷ lệ bao phủ màu như này là khá chính xác và độ sáng của màn hình như này là khá ok. Bây giờ là phần nhiệt độ của máy. Vâng thưa các bạn, chiếc máy này hệ thống tản nhiệt của nó thì không có gì để chê. Rất mỏng và quạt hoạt động không quá ồn. Mức nhiệt độ mình chạy ở chế độ 3D, 70 độ C. Đây là nhiệt độ hoàn toàn cho phép một chiếc máy mỏng như này. Mà mức FPS nhận được 23. Bây giờ phải nói là cái công nghệ bây giờ nó phát triển vượt bậc luôn. Một chiếc Vega On mà là có thể kéo được 24 hoặc 23 FPS ở chế độ 3D luôn. Vâng thưa các bạn, tôi đã rất ấn tượng với hệ thống loa chiếc máy này. Chất lượng màn hình to và quá to luôn. Một chiếc máy được trang bị i5 Vega On lại có thể chơi được Tomb Raider 3D. 58 FPS và nhiệt độ chơi game lại rất ấn tượng, chỉ hơn 60 độ. Là các nhà sản xuất bây giờ càng ngày càng đỉnh cao và giá thành nó rất kinh quá đắt. Đẳng cấp các bạn ạ. Với những tựa game tầm trung các bạn hoàn toàn có thể cài chiếc máy này chơi ngon lành. Và nhiệt độ của nó tản nhiệt rất ok, được đấy. Vâng thưa các bạn, trải nghiệm chiếc máy này tớ phải nói rất ấn tượng với thiết kế này, hiệu năng này, chất lượng của màn hình này, chất lượng của loa này, chất lượng của wifi này, chất lượng của Bluetooth này, đều là loại xịn nhất và mạnh nhất. Thậm chí là một chiếc máy được trang bị Vega On. Nhưng bây giờ mọi thứ nó đã thay đổi. Vừa nãy mình có cài Tomb Raider, chiếc máy này hoàn toàn có thể chơi được. Phải nói là ngon đấy. Nó mạnh đến 2,7 lần so với UHD Graphics 620. Các tính năng về bảo mật như nhận diện khuôn mặt, chiếc máy này ok. Tiêu chuẩn độ bền STD 80G của quân đội. Đặc biệt tự lượng pin của máy dùng được 15 tiếng. 15 tiếng, hãng quảng cáo 15 tiếng, tớ cứ làm phát 12 giờ. 12 giờ dùng một chiếc máy này là quá ok. Và một màn hình 14 inch cầm một tay này, nhẹ bộp luôn, nó hơn cân tí, 1,17 kg, đẳng cấp. Và giá bán của nó không quá đắt, rẻ hơn khoảng 4-5 triệu so với Dell XPS 9300. Và nó sẽ tương tự những cái phiên bản HP Envy 2020 cũng cùng phân khúc giá bán như này. Nhưng nói chung mỗi hãng thì đều có cái chế độ bảo hành cũng như chất lượng mọi thứ và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng riêng. Con này được bảo hành 25 nhá, hơn Dell và hơn HP, nó là bảo hành 25 luôn. Asus đến từ Đài Loan mọi người nhá. Và cũng nhắc các mọi người đến chiếc máy này có một cái nhược điểm, đó là không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Đấy, hơi tệ một chút. Với RAM 8GB thì các bạn có thể mở 25 tab web trên màn hình và sử dụng các phần mềm đồ họa ở mức tầm trung thôi. Các phần mềm đồ họa nặng thì chiếc máy không đáp ứng được bởi vì không có Vega rời,
Và chiếc U thì mặc định nó là dòng tiết kiệm điện, mặc dù là rất khỏe so với thế hệ cũ, nhưng xin nhớ các bạn, đây là một chiếc máy thứ nhất là làm đồ họa ở mức tầm trung, chơi những tựa game ở mức tầm trung, có thể xử lý các thuật toán về video siêu LED 6K 8K, kéo những chiếc máy này ok. Chất lượng màn hình thì không có gì phải bàn cãi cả, quá ok rồi. Vâng thưa các bạn ạ, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Asus UX425 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới thì mình lại mang đây mổ xẻ và tư vấn cho mọi người. Rất cảm ơn tình cảm của mọi người đã đồng hành và ủng hộ TD suốt nhiều năm qua. Để ủng hộ kênh thì các bạn chỉ cần đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.